Cô chào tất cả các em khối 8. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em thuyết minh về một danh lam thắng cảnh. Vậy danh lam thắng cảnh là gì? Em đã được đến thăm những danh lam thắng cảnh nào của nước ta? Cô mời các em xem các bức ảnh sau và cho cô biết em đã nhận ra đó là cảnh nào, ở đâu. Đây là toàn cảnh của Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn. Đây là tháp bút. Đây là đài nghiêng. Đây là cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn. Á Nam Trần Tuấn Khải từng viết: rủ nhau xem cảnh kiếm hồ, xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn, đài nghiêng tháp bút chưa sờn, hỏi ai gây dựng nên non nước này. Và nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng ca ngợi: Hà Nội có Hồ Gươm, nước xanh như pha mực, bên hồ ngọn tháp bút, viết thơ lên trời cao. Cô cũng cung cấp thêm một vài thông số cụ thể về Hồ Gươm để các em nắm nó dễ. Hồ Gươm thuộc quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, có chu vi là 1.750m, là hồ nước ngọt. Hồ Gươm được coi là hòn ngọc của thủ đô vì hồ rất thơ mộng, khiến cho một nhà thơ nước ngoài phải thốt lên: Hồ Gươm là lẵng hoa xinh đẹp giữa lòng thành phố. Bây giờ cô mời các em mở sách giáo khoa trang 33, tự đọc văn bản Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn. Chúng ta cùng tìm hiểu cách giới thiệu một danh lam thắng cảnh. Sau khi đọc xong cái văn bản Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn, các em nhận xét cho cô xem đối tượng thuyết minh của văn bản này là gì. Đó là Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn. Bạn nhìn lại cái đoạn thứ nhất, giới thiệu cho chúng ta biết gì về Hồ Hoàn Kiếm. Hồ Hoàn Kiếm được giới thiệu về lịch sử và tên gọi. Trước hết về mặt lịch sử, hồ là một đoạn sông Hồng cũ, khi sông chuyển dòng và có đến vài nghìn tuổi. Còn tên gọi của hồ thì mới có từ năm thế kỷ nay thôi. Trước đó hồ có tên là Lục Thủy, do sự tích Lê Lợi trả gươm thì hồ có tên là Hoàn Kiếm. Rồi có tên là Hồ Gươm và Thủy Quân. Đoạn văn thứ hai giới thiệu cho chúng ta hiểu biết gì về Đền Ngọc Sơn. Đền Ngọc Sơn được giới thiệu về tên gọi, lịch sử và kiến trúc. Về tên gọi, Đền Ngọc Sơn được gọi là Điếu Đài, tức là nơi vua ngồi câu cá. Về sau, chúa Trịnh Giang lập cung Khánh Thụy. Và đầu thế kỷ 19, ở đây người ta xây một ngôi chùa có tên là chùa Ngọc Sơn, rồi đổi thành đền Ngọc Sơn. Về lịch sử, lúc đầu chùa Ngọc Sơn thờ Phật, về sau đổi thành đền nên thờ thành hoàng và thờ thánh. Về mặt kiến trúc, đây là một quần thể kiến trúc bao gồm tháp bút, đài nghiêng, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn. Trước đền là trấn Ba Đình mà cô đã cho các em xem hình lúc nãy. Trước đền là trấn Ba Đình. Để viết được cái văn bản này, người viết cần có những kiến thức về lĩnh vực nào? Trước hết chúng ta phải có cái kiến thức về lịch sử, về địa lý nè, về lịch sử nè, về văn hóa và về kiến trúc. Để có những kiến thức trên, chúng ta cần phải làm thế nào? Chúng ta cần phải được đọc sách báo nè, tra cứu tài liệu, học hỏi những người xung quanh. Tốt nhất là ta nên đến tận nơi để quan sát, ghi chép lại để làm tư liệu, tích lũy tri thức. Có vậy thì chúng ta mới có những kiến thức xác thực. Bây giờ các em nhìn tổng thể văn bản bài viết này sắp xếp theo bố cục thứ tự nào?
Đoạn thứ nhất, giới thiệu về Hồ Hoàn Kiếm. Đoạn thứ hai là giới thiệu đền Ngọc Sơn. Và đoạn thứ ba là hoạt động của người dân thủ đô. Vậy theo em, bài văn này có những cái thiếu sót gì về bố cục? Các bạn nhận xét xem. Có phải là chúng ta thiếu phần mở bài nè, phần kết bài nè, và phần thân bài thì thiếu các yếu tố miêu tả, bình luận để bài viết thêm sinh động? Bây giờ các em quan sát cho cô những bức ảnh này và cho cô biết em sẽ bổ sung những chi tiết nào cho văn bản. Bạn nhìn cái khung cảnh Hồ Gươm nè, cái cầu thê hút dẫn vào đền nè, và bạn sẽ bổ sung thêm những cái ý gì. Trước hết phần thân bài, chúng ta cần bổ sung các yếu tố miêu tả như vị trí của hồ, quang cảnh xung quanh hồ, độ rộng, độ hẹp của hồ, vị trí của nó trong đời sống của con người Hà Nội, và là bài học bảo tồn. Cũng có thể ta điểm xuyết thêm một vài cái yếu tố miêu tả thái độ tình cảm của người viết. Như vậy bài văn sẽ tăng tính biểu cảm, hấp dẫn hơn. Trong cái văn bản này, tác giả đã sử dụng các phương pháp thuyết minh nào mà mình đã học? Có phải là chúng ta sẽ thấy là cái văn bản mình học nó có rất là nhiều phương pháp thuyết minh, bao gồm phương pháp giải thích, liệt kê, dùng số liệu, phân loại, phân tích, định nghĩa. Vậy thì từ văn bản và nhận xét trên, em hãy đúc kết lại là mình muốn viết một bài giới thiệu về danh lam thắng cảnh, chúng ta cần phải làm những gì? Muốn viết được một bài giới thiệu về danh lam thắng cảnh, trước hết ta phải đem đến tận nơi để quan sát, vì ông bà ta thường dạy: trăm nghe không bằng mắt thấy. Ta cũng có thể tra cứu về sách vở, tài liệu, các phương tiện truyền thông và học hỏi những người xung quanh để nắm vững được đối tượng. Bài thuyết minh cũng có bố cục 3 phần như tất cả các văn bản khác, đó là phần mở, phần thân và phần kết. Khi thuyết minh, lời giới thiệu về đối tượng thuyết minh kèm theo bình luận, miêu tả để tăng thêm phần sinh động và thuyết phục. Quan trọng là dựa trên cơ sở kiến thức đáng tin cậy và các phương pháp thuyết minh thích hợp. Các phương pháp thuyết minh này chúng ta không phải bắt buộc là chúng ta phải liệt kê ra hết, mà chúng ta phải sử dụng nó làm sao cho nó hài hòa, thích hợp. Và các em xem lại ghi nhớ trong phần sách giáo khoa trang 34. Để nắm được những kiến thức mà chúng ta vừa nghe xong, các bạn sang phần luyện tập trang 35. Bài tập số 1 các bạn. Bài tập số 1, người ta yêu cầu mình là lặp lại bố cục của cái bài giới thiệu về Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn. Vậy thì phần mở bài mình sẽ làm những gì? Phần mở bài là giới thiệu cái nhìn bao quát về quần thể danh lam thắng cảnh, cụ thể đó là Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn. Trong phần thân bài, chúng ta cần làm là cái vị trí địa lý của hồ và đền. Chúng ta có thể nêu thêm diện tích, độ rộng, hẹp, màu nước. Và sau đó chúng ta nêu nguồn gốc, quá trình xây dựng, tôn tạo, và chúng ta phải mô tả từng phần. Không gian bao quanh hồ kiếm như cây cối nè, các công trình hiện đại khác nè. Và vị trí thắng cảnh, đó là vị trí của Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn trong đời sống của nhân dân thủ đô, của cả nước, của du khách nước ngoài. Đó là chúng ta nói thêm về mặt tình cảm của người viết về danh lam thắng cảnh. Phần kết bài, chúng ta nêu được ý nghĩa lịch sử, văn hóa của thắng cảnh, bài học về giữ gìn, tôn tạo thắng cảnh. Các em xong cái bài tập số 1 này, các bạn về nhà làm tiếp các bài tập còn lại. Vì ở đây thời gian nó không có nhiều, không cho phép chúng ta làm hết tất cả các bài tập. Cô sẽ sửa cho các em các bài tập này ở tiết sau. Rồi các em chuẩn bị các tư liệu về làm bài thuyết minh. Tuần sau có thể chúng ta làm kiểm tra 15 phút trước. Các bạn chú ý theo dõi trên cái trang web của nhà trường. Hẹn gặp lại các em ở lần tiết học sau. Cô xin chào các em.